Thưa quý vị, những phụ huynh có con nhỏ thường không quá lo lắng khi trẻ bị viêm họng. Tuy nhiên, nếu vì quá chủ quan, chữa trị không đúng cách thì chứng viêm họng này có thể dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm hơn, đặc biệt nghiêm trọng ở tim. Trong chuyên đề Sức khỏe là vàng kỳ này, bác sĩ chuyên khoa sẽ chia sẻ những điều cần lưu ý để quý vị không gặp phải tình trạng đó qua chủ đề tìm hiểu về bệnh thấp tim. Mời quý vị cùng theo dõi. Bệnh thấp tim hay còn gọi là thấp khớp cấp hoặc sốt thấp khớp gặp ở các nước đang phát triển và là nguyên nhân hàng đầu của bệnh giang tim ở người trẻ. Bệnh là kết quả từ một phản ứng viêm của cơ thể với liên cầu khuẩn betatan quýt nhóm A đường hô hấp trên. Đợt thấp cấp thường kéo dài 2 đến 3 tuần, sau đó các triệu chứng viêm sẽ giảm. Các xét nghiệm sinh quá sẽ trở về bình thường, nhưng bệnh nhân có thể sẽ mắc các đợt tái phát, đặc biệt trong 2 năm ngay sau lần bệnh đầu tiên. Sau mỗi lần tái phát, các thương tổn, nhất là ở tim lại nặng lên. Sau 5 năm, khả năng tái phát trở nên hiếm. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể mắc các di chứng ở tim vĩnh viễn, không thể hồi phục. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Phạm Công Anh Vũ, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ có những thông tin trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, thưa bác sĩ, đầu tiên thì có lẽ là bác sĩ cho quý khán giả được biết là cái nguyên nhân nào gây nên bệnh thấp tim ạ? Bệnh thấp tim á, mà chính xác phải gọi là sốt thấp. Thấp tim hay gọi là sốt thấp á, là một cái bệnh lý mà do liên cầu khuẩn tiêu quýt beta nhóm A gây ra. Nhưng mà cái con vi trùng này nó không trực tiếp gây ra bệnh thấp tim, mà nó phải thông qua cơ chế miễn dịch. Có nghĩa là khi mà con vi trùng này nó gây viêm họng thì nó xâm nhập vào cơ thể của mình, thì cơ thể của mình mới tiết ra kháng thể để chống lại con vi trùng. Nhưng mà cái kháng thể này vô tình nó lại chống lại một số cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Thì các cơ quan đó thường gặp đó là khớp. Nếu mà bị ở khớp thì người ta gọi là thấp khớp. Và nếu là tổn thương ở tim thì người ta gọi là thấp tim. Và có thể tổn thương ở não, có thể tổn thương ở da và mô dưới da và mạch máu. Đó là cái nguyên nhân của cái bệnh thấp tim. Dạ. Như vậy thì trẻ có những cái yếu tố nguy cơ nào mới mắc bệnh thấp tim hay là bất kỳ trẻ nào cũng có thể là bị? Cái bệnh thấp tim á, thì nó xảy ra sau khi viêm họng khoảng 1 đến 2 tuần. Thì chỉ có 3% số trường hợp các bệnh nhân bị viêm họng do liên cầu khuẩn tiêu quýt beta nhóm A gây ra sẽ tiến triển tới thấp tim nếu chúng ta không điều trị đúng và điều trị đủ. Để diễn tiến đến thấp tim á, thì nó phải có những điều kiện sau đây. Thứ nhất á, nhiễm con liên cầu khuẩn tiêu quýt beta nhóm A phải xảy ra ở họng. Cái thứ hai là phải có viêm họng thực sự, có nghĩa là cái con vi trùng tiêu quýt beta nhóm A này phải gây ra viêm họng thực sự. Chứ còn có những trường hợp mà nó chỉ ký sinh hay là thường trú ở trong họng thì không có thể gây ra bệnh thấp tim. Cái thứ ba này đó là cái cơ thể của bệnh nhân. Dạ. Thì tùy theo cơ địa của bệnh nhân, cái cơ địa bệnh nhân phải có cơ địa đặc biệt để làm cho cơ thể sản xuất ra một lượng lớn kháng thể thì mới có thể gây ra cái bệnh thấp tim. Dạ. Như vậy thì những cái triệu chứng nào để biết bệnh nhi đó đã mắc cái bệnh thấp tim ạ? Thì triệu chứng của bệnh thấp tim rất là đa dạng, bởi vì nó biểu hiện và nó tổn thương ở nhiều cái cơ quan khác nhau trong cơ thể của mình. Thì thường là sau 1 đến 2 tuần viêm họng do liên cầu khuẩn tiêu quýt beta nhóm A gây ra thì có thể biểu hiện thấp tim. Thứ nhất là biểu hiện ở khớp. Thì khớp thì có thể là biểu hiện nhẹ, là như là đau khớp đơn thuần, tự đau và có thể đau khi vận động, cho đến cái triệu chứng nặng hơn là biểu hiện viêm rõ, là sưng nóng đỏ đau. Và đặc điểm của cái viêm khớp hoặc đau khớp do cái bệnh thấp tim ấy, nó có cái đặc điểm đặc biệt mà nó phân biệt với những cái đau khớp hoặc viêm khớp và những bệnh khác. Thứ nhất ấy, là nó thường bị ở những khớp lớn, thí dụ như là khớp khuỷu tay, cổ tay hay khớp gối, khớp cổ chân. Và thứ hai nữa là nó không đối xứng, nó có tính di chuyển, có nghĩa là khi cái khớp này bớt rồi thì mới xuất hiện viêm ở cái khớp khác. Dạ. Chứ không, thường không có xuất hiện viêm cùng lúc nhiều khớp. Và cái thứ ba nữa đó là cái viêm khớp này có thể tự hết mặc dù không điều trị gì sau 5 đến 10 ngày, mà có khi kéo dài lâu hơn, mà thường không quá 4 tuần. Và khi hết rồi thì nó không có để lại di chứng gì, không có tay cơ, không có hạn chế vận động, cũng như là không có gây ra biến dạng khớp. Và cái đặc điểm nữa là nó uống rất tốt với cái nhóm thuốc aspirin là acid salicylic. Dạ. Như vậy thì nó có nguy hiểm đến cái sức khỏe của bé hay không ạ? Nó nguy hiểm. Cái bệnh thấp
tim á nó còn biểu hiện ở chỗ khác nữa, thí dụ như là biểu hiện ở tim. Dạ. Thì cái triệu chứng của tim á thì nó cũng rất là đa dạng, có thể là bệnh nhân chỉ cảm thấy là hoặc mẫu có sốt nhẹ hoặc sốt cao hoặc có khi không sốt, có thể cảm thấy nặng ngực, đau ngực, hoặc có thể là cảm giác cái tim đập nhanh trong lồng ngực, cảm giác khó thở, hoặc có thể là bệnh nhân cảm thấy là không có làm việc như mọi khi được, người ta cảm thấy mệt khi làm việc bình thường. Và khi bác sĩ khám bệnh thì bác sĩ có thể xác định được là tim to hoặc là nghe những cái tiếng thở bất thường ở tim, bác sĩ sẽ xét nghiệm và khám sẽ xác định được cái triệu chứng này có phải là thấp tim không. Và cái triệu chứng ở những cái cơ quan khác thì ít gặp hơn, ví dụ như là ở não thì có thể là biểu hiện một cách kín đáo là bệnh nhân cảm thấy lo lắng, hoảng hốt, rồi có khi bệnh nhân sẽ không sử dụng cái động tác tay tốt, thí dụ như bệnh nhân cầm nắm có thể rớt đồ hoặc viết xấu hơn, nặng hơn nữa là không thể viết được hoặc viết lệch hàng. Hoặc có thể biểu hiện ở da là cái dạng người ta gọi là hồng ăn vòng, là những cái nốt tròn, những cái vòng tròn ở bề ngoài thì nó sẫm màu hơn, có màu hồng, còn ở bên trong, ở giữa của cái vòng tròn đó thì nó có màu nặng hơn, nhưng mà cũng hiếm gặp. Hoặc có thể là biểu hiện ở dưới da, là cái triệu chứng người ta gọi là nốt cục dưới da, thì nó là những cái nốt cục tròn chắc di động mà không đau, có thể thường gặp ở những vị trí mà có cái xương nó lồi ra, ví dụ như là ở vùng sau chẳng hoặc là ở cổ tay, vị tai vân vân, thì đó là cái triệu chứng của bệnh thấp tim. Dạ. Rất là đa dạng. Dạ. Nhưng một điều quan trọng nữa là trẻ ở cái độ tuổi nào thì dễ bị mắc cái bệnh thấp tim ạ? Trẻ bệnh thấp tim thì thường gặp ở lứa tuổi từ 5 tới 15 tuổi. Ngoài cái lứa tuổi ra thì cái bệnh thấp tim còn gặp ở những cái nhóm dân cư mà sống ở những nơi đông đúc, không được dinh dưỡng đầy đủ và không được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt. Dạ. Đối với trẻ đã bị bệnh thì nên chăm sóc như thế nào thưa bác sĩ? Đối với trẻ bị bệnh, thứ nhất là cái chế độ nghỉ ngơi, cái thứ hai đó là cái chế độ ăn uống. Còn về cái tác hại của bệnh thấp tim á thì tôi xin nói thêm là nó rất là nguy hiểm. Nếu mà bệnh thấp tim xảy ra ở khớp, ở mô dưới da, ở da, ở não, khi hết thì hoàn toàn không để lại di chứng. Nhưng mà khi mà xảy ra ở tim á thì trong giai đoạn cấp, bệnh nhân có thể tử vong do suy tim, rối loạn nhịp. Ngoài giai đoạn cấp thì có thể để lại di chứng nặng nề, đó là bệnh lý ở các cái van tim, mà đặc biệt là các van tim ở bên trái, thí dụ như hẹp van tim, hở van tim, hoặc hẹp hở, vừa hẹp vừa hở van tim luôn. Dạ, với những cái tác hại như vậy thì có lẽ là một điều quan trọng bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả đang theo dõi chương trình được biết những cái cách để mà phòng bệnh thấp tim. Thì để phòng bệnh thấp tim đó thì mình cũng thứ nhất ấy, tránh những cái yếu tố mà làm tăng cái nguy cơ viêm họng do liên cầu khuẩn tiêu huyết beta nhóm A. Ví dụ như mình phải vệ sinh thân thể tốt, vệ sinh răng miệng tốt, phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe chung của mình. Và cái nơi ở của mình phải thoáng mát, không được ẩm ướt. Cái điều quan trọng nữa đó là mình khi mà mình nghi ngờ bị viêm họng đó thì phải đi khám bệnh. Ví dụ như con em của mình mà bị sốt hoặc là có ho kèm theo đau họng, không ăn uống tốt, có chảy nước miếng chẳng hạn, thì lúc đó mình nghi ngờ là bé nó đau họng thì nên đi khám bác sĩ. Về vấn đề này thì tôi thấy thực tế đó là người dân mình không có làm tốt. Khi bé bệnh thì có khi mình tự mua thuốc uống, rồi có khi uống thuốc, bác sĩ đề nghị uống thuốc kéo dài 7 đến 10 ngày thì bệnh nhân chỉ uống có vài ngày, và khi thấy bé bớt sốt hoặc là hết sốt, hết bệnh hết ho thì thôi không uống nữa, thì cái đó là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến cái biến chứng bệnh thấp tim sớm. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe là dài ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, phần trao đổi vừa rồi với thạc sĩ bác sĩ Phạm Công Anh Vũ cũng đã kết thúc chuyên đề sức khỏe là dài ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.